Xin chào các bạn đang theo dõi kênh video của xe điện motor điện. Video hôm nay xin giới thiệu đến các bạn một cái sản phẩm, đấy là cái trục chuyển hướng dành cho các bạn muốn đổi hướng chuyển động. Thì cái này nó ăn tỷ lệ là 1 trên 1.25, đấy, 1 trên 1.25 các bạn nhé, có nghĩa là 1 và 1 phần 4 nữa đấy. Thì cho nó ấy, các cái kích thước của cái hộp số thì nó như sau. Cái kích thước thân của nó là 12 cm này, kích thước thân này cũng là 11 cm này, chiều cao của nó, chiều dày của nó là 7 cm này. Đấy, cái phần trục trên này là trục 19 này, giống như kiểu trục các đăng các bạn lắp vào đấy. Và cái trục to này là trục 25 các bạn nhé, trục 25. Chiều dài thân trục ra này là 5 cm này, 5,5 cm. Đầu vào là tổng chiều dài là cũng 5 cm. Thì cái hiện tại thì cái hộp số này bên em mới hết hàng, thì có đăng lên đây thôi. Thì các bạn nào thấy được việc thì có thể liên hệ lại, bên em sẽ cung cấp trong cái lô hàng tiếp theo. Đấy, thằng này là loại lớn các bạn nhé. Khi các bạn mua hàng thì chú ý đến kích thước, vì có những loại nhìn nó rất giống nhưng nó là kích thước nhỏ, vì vậy giá thành nó sẽ khác nhau. Các bạn đánh giá sớm về cái độ đắt rẻ ngay thì nó sẽ không chuẩn. Đấy, cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình. Vào cái mục đích sử dụng cho nó để làm gì thì xin phép để cho khách hàng tự sử dụng, chứ mình không khuyến cáo. Cái này các bạn có thể dùng để chuyển hướng, chuyển động trục các đăng. Đấy, nó ưu tiên cho các bạn chuyển hướng moment xoắn nhiều hơn, chứ còn các bạn mắc nhông xích vào đây thì cũng được. Theo như mình là như vậy. Đây, nó rất là chuẩn. Đấy, hộp số này làm khá là chắc chắn. Mục đích sử dụng vào việc gì xin các bạn là tự cho mình tự thiết kế. Đấy, trên này nó có lỗ ren M8 này, để các bạn định tâm này, siết trục các thứ lại này. Video của em đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Các bạn xem video đừng quên đăng ký kênh, bật chuông thông báo để nhận được những cái thông báo khi có video mới đăng lên.